Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nếp Cho Anh, và mình là Nếp. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một video trả bài chung với nội dung đó là năm 2022 của các bạn. Nhìn lại xem năm 2022 này như thế nào, chúng ta có những cái gì mà chúng ta đã làm được, những cái gì chúng ta làm chưa được, liệu có cái bài học nào mà chúng ta còn chưa có nhìn nhận thấy, hoặc đơn giản hơn là chúng ta không có thời gian để tổng kết cái năm của chúng ta, thì cái trả bài này nó có thể là đưa ra một số cái gợi ý về những cái thành tựu, những cái khó khăn vướng mắc mà các bạn đã gặp trong năm vừa rồi, và thông qua đó các bạn có thể tự đúc kết cho mình để mở ra một cái năm 2023 nó nhiều thành công hơn và nó thuận lợi hơn cho chính các bạn. Ok, và đây là một cái bài chung cho nên nó có thể đúng hoặc là không đúng với câu chuyện của các bạn hãy đón nhận một cách cởi mở, và nếu có chi tiết nào các bạn cảm thấy nó không phù hợp thì nó có thể là câu chuyện của người khác. Đừng đưa ra quyết định quan trọng nào giữa cái trả bài chung. Ok, và mình lặp lại ha, tinh thần của trả bài hôm nay thì nó giống như một cái bản tổng kết, nó giống như một cái sơ lược xem là các bạn làm được gì, chưa làm được gì, nhìn lại cái năm 2022 của mỗi chúng ta. Thì mình khuyến khích là sau khi các bạn nghe cái trả bài này thì các bạn hãy tự làm một cái review của chính mình về cái năm 2022 để chúng ta có thể có những cái sự so sánh và có những cái sự nhìn nhận. Trả bài này xem như một cái gợi ý, một cái hướng dẫn hoặc là một cái gọi là tiết lộ sơ sơ về những gì các bạn đã có trong năm 2022 ha, và nó sẽ mang cái tính chung chung nhiều nên mình khuyến khích các bạn hãy có một cái version cá nhân của mình. Ok, và nhưng mà khi thì mình đã chuẩn bị ở đây sẵn ba đồ vật tương ứng với ba tụ bài, và đây là ba cái bút mà tất cả đều mang cái không khí Giáng sinh, thứ tự lần lượt là 1, 2, 3. Cái bút thứ nhất thì có hình cái cây thông Noel. Cái bút thứ hai là con tuần lộc. Và cái bút thứ ba là ông già Noel. Ok, câu hỏi ngày hôm nay đó là nhìn lại năm 2022 của các bạn. Thứ tự ba đồ vật là 1, 2, 3. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn thứ bài thứ nhất ha. Xin chào các bạn, ở tụ bài thứ nhất các bạn đã lựa chọn cây bút hình cái thông Noel này và mình sẽ để nó ở đây. Và câu hỏi ngày hôm nay của chúng ta đó là nhìn lại năm 2022 các bạn. Chúng ta sẽ cùng xem năm vừa rồi, năm nay các bạn đã như thế nào nha. Đối với những các bạn mà ở tụ bài thứ nhất á, thì mình cảm thấy là năm 2022 nó có thể không phải là một cái năm dễ dàng với các bạn. Tổng quan thì mình thấy 2022 á, nó mang đến cho các bạn có một cái cảm giác, các bạn có một cái cảm giác như là mình rất là khó để làm được một cái gì. Cái năm 22 này á, cái cảm giác của nó nằm một cái chữ khó, về một cái sự mà các bạn phải bỏ rất là nhiều công sức để các bạn có thể vượt qua được những cái trở ngại, và các bạn đặc biệt cảm thấy là mình không có được thông thuận, mình không có được thuận lợi trong công việc, là đặc biệt là khía cạnh công việc hoặc là khía cạnh phát triển cá nhân. Các bạn cảm thấy là mình bỏ ra rất là nhiều nhưng có thể mình thu lại rất là ít. Nhìn chung á thì mình thấy á, các bạn cái xu hướng mà các bạn giống như là bị hồi công, bị phí công á, và bị chán nản á, nó diễn ra khá là phổ biến trong cái năm 2022. Và có một cái yếu tố á, là may mắn cho các bạn là đến cuối năm, có thể là cái giai đoạn này nè, cái cảm giác mà khó khăn đó nó đã bớt đi rồi và các bạn đang bắt đầu nhận những cái quả từ cái thành tựu mà các bạn đã làm được trong những cái khó khăn đó. Nhìn về một cái cách cụ thể hơn thì mình thấy á, thứ nhất là về những cái gì mà các bạn đã đạt được, mình thấy các bạn đã có một cái năm mà nếu như các bạn là những cái cá nhân nào mà các bạn đang tìm việc hay là các bạn đang có một cái đại loại như là một cái sự khúc mắc, một cái sự mà oan ức, một cái sự mà uất ức nào đó, thì các bạn sẽ có được cái câu trả lời trong cái năm 2022.
các bạn ký được cái hợp đồng tốt nè, các bạn có thể giải quyết được một cái vụ kiện, các bạn có thể thực hiện rất là thành công những cái giấy tờ liên quan đến khía cạnh pháp lý. Nhìn chung ở đây á, mình thấy nó trả với cái ý nghĩa đó là cái nhân quả của bạn á, nó sẽ được đền bù. Tuy nhiên cái nhân quả này á, nó lại không phải là nằm ở cái chuyện là các bạn làm trong năm nay, mà nó có thể là nhân quả từ những cái năm trước. Cho nên nhìn chung với các trong cái con mắt của các bạn á, cái khía cạnh này nó có thể là một cái là các bạn xứng đáng có được, chứ nó không phải là một cái gì mà nó hoàn toàn là chỉ cái mang tính may mắn. Ngoài ra thì có thể nói về một số bạn là năm các bạn có rất là nhiều việc các bạn còn phải làm liên quan dính dáng đến pháp luật, pháp lý. Và đây là một cái từ khóa nó quan trọng cho các bạn ở trong năm 2022. Có thể năm vừa rồi các bạn có được những cái sự, ví dụ như các bạn có được quyền sở hữu, quyền sử dụng, hay là các bạn có được một cái giấy tờ hợp pháp, thẻ xanh, một cái giấy chứng nhận nào đó cho riêng mình. Đây cũng có thể nói về trường hợp các bạn tốt nghiệp đại học, các bạn có được một cái bằng cấp nào đó về trong công việc, trong cái việc các bạn phát triển thêm những cái kỹ năng phụ trợ. Và năm nay có một cái mặt thành công của các bạn mình thấy nó rất là đáng khích lệ, đó là việc các bạn có một cái tinh thần gọi là kiên trì. Cái sự kiên trì của các bạn nó được rèn luyện và nó đã có những cái thành tựu nhất định. Mình thấy á, năm 2022 này các bạn thường xuyên rơi vào tình trạng là các bạn chán nản và các bạn không muốn làm nữa. Các bạn rất là mệt mỏi nhưng mà đến cuối cùng các bạn không có từ bỏ, các bạn không có bỏ cuộc. Và chính vì cái tinh thần đó cho nên nó tạo nên ở trong các bạn một cái ý chí. Và cái ý chí này á, nó trở thành cái tài sản của các bạn. Các bạn có thể mang theo ở rất là nhiều cái công việc khác nhau. Và thông qua cái việc các bạn cố gắng và các bạn kiên trì như vậy, các bạn rèn luyện được rất là nhiều kinh nghiệm. Mình thấy rằng các bạn có thể là hiện tại đang nắm giữ một cái vị trí quan trọng ở trong công ty, ở trong đội nhóm. Cái vị trí này á, nó có thể là nó không phải là cái dạng mà quá xuất sắc, hoặc là các bạn còn phải gọi là một thiên tài, một cái người có kỹ năng thật sự đặc biệt. Nhưng mà cái vị trí này nó đòi hỏi rất là nhiều cái sự kiên nhẫn, rất là nhiều cái sự kiên trì, rất là nhiều cái tính chịu thương, chịu khó đó, chịu cày. Và các bạn có được cái đức tính đó cho nên là có thể trong một cái thời gian ngắn á, các bạn không có dễ dàng, không phải là một đối tượng dễ dàng bị loại bỏ. Các bạn cũng không phải là một cái đối tượng mà có thể tùy tiện mà cắt giảm các bạn được. Cái vị trí này họ có thể tìm được một cái người có năng lực, đại khái là có vẻ chuyên môn cao hơn các bạn, hoặc là có tài năng hơn các bạn, nhưng mà là họ lại rất là khó để tìm được một cái đối tượng mà có cái sự kiên trì bền bỉ như các bạn. Cho nên đây cũng là một cái thành tựu mà các bạn gặt hái được cho riêng mình. Và như mình nói ha, cái tính kiên trì này nó sẽ đi theo các bạn ở trong rất là nhiều cái lĩnh vực khác. Năm 2022 nó cũng có thể là một năm mà một trong số các bạn lập gia đình, hoặc là gia đình nhỏ của các bạn có thêm một thành viên mới. Và mình thấy á, thì cái khía cạnh năm 2022 có một cái may mắn cho các bạn á, là xét về cái việc gia đình á, thì nó lại khá là ổn. Gia đình ở đây có thể là gia đình lớn hoặc là gia đình nhỏ của các bạn, nó lại khá là ổn định. Và càng đi về cuối năm á, thì mình thấy các bạn càng có một cái sự ổn định về mặt tài chính. Có nghĩa là cái tài chính của các bạn nó không có phải thuộc cái kiểu tháng này 10 triệu, tháng sau 40 triệu, tháng sau nữa 500 ngàn. Mà nó tồn tại một cái dạng là các bạn có tháng này 10 triệu, tháng sau 10 triệu, tháng sau nữa có 10 triệu, nó rất là ổn định. Và nó hoàn toàn đủ để các bạn đáp ứng những cái nhu cầu trong cuộc sống. Tuy nhiên mình thấy là các bạn vẫn sẽ cảm thấy một cái gì đó nó thiếu. Nhưng mà cái thiếu hụt này nó nằm về cái việc là các bạn thỏa mãn cái ý chí và tinh thần nhiều hơn là cái ý chí về cái việc vật chất. Có nghĩa là các bạn vẫn đủ ăn đủ mặc, nhưng mà nó có thể là nó hơi không có thoải mái cho các bạn trong cái việc là các bạn thỏa mãn những cái ước mơ khác và cái cảm ước mơ khác, ví dụ như là các bạn đi du lịch thoải mái nè, mua những cái món hàng xa xỉ nè. Và mình thấy á, năm 2022 á, nó có một cái sự thiếu ở trong các bạn. Và cái sự thiếu này á, nó xuất phát từ cái việc là một cái sự không có thông nào đó về cái suy nghĩ, về cái đánh giá, hoặc là về cái quan điểm của các bạn về giá trị. Các bạn có thể có một cái gọi là một cái nỗi sợ về cái việc các bạn thiếu tiền, có một cái nỗi sợ về cái việc là các bạn không có cái tài sản tích trữ, không có của cải tích trữ. Và chính cái nỗi sợ này nó hành hạ các bạn, nó dẫn đến cái cảm giác thiếu, chứ nó không phải là do các bạn thật sự không làm ra tiền. Cho nên nó một trong những cái điều mà các bạn chưa làm được ở năm 2022, hoặc là một trong những cái bài học mà các bạn hiện vẫn phải đang cố gắng vượt qua trong năm 2022, đó là cái bài học về cái sự biết đủ. Bài học về cái việc là các bạn, cái này là một cái bài học nó khá là phổ biến khi mà La Hầu nó đang ở Kim Ngưu á. Có nghĩa là cái Kim Ngưu á, là nó nói về cái cảm giác đủ đầy, cái cảm giác tiện nghi.
Và quan trọng hơn là cái sự biết đủ, các bạn không có bị tham lam, các bạn không có bị mơ ước những cái gì nó vượt quá tầm tay của mình, và các bạn có thể có cái hình dung là cuộc sống của mình có đủ cơm áo, mình có đủ một cái mái nhà che chắn, mình có người thân xung quanh, thậm chí là mình có điều kiện để mình có thể ăn ngon, mặc đẹp tùy theo sở thích của mình. Nó là một cái sự blessing, nó là một cái sự đầy đủ. Và cái sự đầy đủ đó, nó phải xuất phát từ cái mindset của các bạn, nó phải xuất phát từ cái nhận thức, cái nhìn nhận và cái quan điểm của các bạn. Chứ nếu các bạn cứ tiếp tục chạy theo những cái giá trị bề ngoài, các bạn bán sức lao động để các bạn hy vọng là mình có được thật nhiều tiền để mình lắp vào cái sự trống trải, trống rỗng về cái mặt giá trị đó, là nó sẽ không bao giờ thành công. Đối với một số trường hợp khác, đây có thể nói về cái sự thiếu hụt tự tin ở bên trong các bạn về giá trị của mình. Các bạn có thể gặp một cái trường hợp là các bạn so sánh mình với người khác, hoặc là những bạn bè đồng trang lứa, và các bạn cảm thấy là mình không có đủ cái sự tốt, mình không có đủ cái sự toàn vẹn, hay là cái giá trị của mình nó không bằng như người ta. Thì trong cái việc nâng cao giá trị bản thân này, nó là cái hành trình tự thân và cái hành trình lâu dài các bạn. Nó không thể là một cái hành trình mà chớp mắt trong một ngày, hai ngày, hay thậm chí trong một tháng được. Nó là một cái quá trình mà các bạn rèn luyện chính mình, hài lòng với cái sự phát triển của mình, và không có thúc ép. Cái sự phát triển nó phải chạy nhanh lên, bởi vì chính cái hành động các bạn thúc ép á, nó mới tạo thêm rất là nhiều cái rào cản cho cái việc các bạn phát triển. Và giá trị bản thân một người á, các bạn nên có một cái sự cân đo đong đếm lại. Ở đây có thể nói về một số bạn là các bạn có cái sự đong đếm giá trị một người thông qua ví dụ như là số lượng tiền bạc họ sở hữu, hay là cái địa chỉ hoặc địa vị xã hội của họ. Tự nhiên líu lưỡi. Chứ không phải là nó nằm ở các giá trị bên trong, và nó không phải nằm ở cái biết đủ. Thật ra đây mình không có nói cái việc các bạn có đong đong đếm là sai, hay là không chính xác, hay là nó không có xứng đáng như những cái thứ khác. Nhưng mà ở đây mình nói các bạn theo đuổi, nếu các bạn theo đuổi cái giá trị về vật chất đó, các bạn sẽ không bao giờ tìm được cái cảm giác bình yên đó, đó. Bởi vì vật chất khi bạn giàu thì sẽ có một cái người giàu hơn. Vật chất nó là những con số mà các bạn sẽ luôn luôn có cái cộng thêm vào cái con số đó. Cho nên các bạn cần nhìn nhận lại về cái thang đo giá trị của các bạn, hoặc là nhìn nhận lại về cái cách các bạn định giá bản thân mình cũng như định giá những thứ khác. Và năm 2022 này á, nó có thể có một số cái vấn đề liên quan đến cái việc các bạn nắm bắt cái cơ hội, liên quan đến cái việc các bạn có những cái sự thay đổi và những cái sự đổi mới, hoặc là cái việc các bạn thử thách chính mình trong những cái việc mới mẻ. Mình thấy rằng trong năm 2022 có thể các bạn có một số cái cơ hội để các bạn làm cái gì đó mới, hoặc thậm chí là có cơ hội để các bạn chuyển công tác đến một cái nơi mới, hay chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch, nhưng mà các bạn lại không không có làm, các bạn lại không có nắm bắt, cho nên nó lại tạo nên một cái tình huống là các bạn bị hối hận. Tới thế giờ phút này khi mà mình nhắc đến cái việc là các bạn hãy cùng mình tổng kết lại năm 2022 thì cái sự hối hận nó xuất hiện trong các bạn do các bạn không có nắm bắt lấy cái cơ hội mới khi mà nó xuất hiện, nha. Các bạn không có dám bước và ra khỏi cái vùng an toàn của mình khi mà cái cơ hội nó đến. Thì ở đây á, mình thấy các bạn cũng có thể gặp phải một số cái tình huống, đó là cái việc các bạn có thể vì một cái lý do nào đó các bạn bị ẩu, một cái lý do để các bạn không cẩn thận, nó dẫn đến một cái sự sai sót trong công việc, và cái sự sai sót này nó cũng có thể dẫn đến việc các bạn phải đền bù tiền bạc. Tuy nhiên thì mình thấy nó không có nghiêm trọng, nó không có quá nghiêm trọng để mà nó phải là một cái món tiền lớn. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải cẩn thận hơn và cũng phải chăm chút nhiều hơn cho cái công việc của mình. Có thể là do các bạn ở quá lâu trong cái tình huống là các bạn chán nản á, các bạn cứ phải gồng lên hết sức, cho nên trong một giây phút đó các bạn bị mệt quá, mình lơ đãng trong công việc, hay là mình có những cái gọi là sao, cái sự không cẩn thận nó dẫn đến những cái sai lầm. Thì tóm lại ha, trong năm 2022 này nha, mình nhìn thấy cái năng lượng của các bạn nó đang chảy theo cái hướng là nó tập trung nhiều vào khía cạnh là công việc, tiền bạc, tài chính và giá trị của chính các bạn. Cái việc các bạn nâng cao giá trị của mình, hay là việc các bạn đánh giá mình có bao nhiêu giá trị, nó là một cái chủ đề rất là mạnh của các bạn trong năm 2022. Tuy nhiên á, các bạn lại mình thấy các bạn chưa xử lý tốt cái nền tảng về cái giá trị này, bởi vì sâu bên trong các bạn có rất là nhiều cái sự bực bội, khó chịu và cái sự tắc nghẽn mỗi khi các bạn nói về cái giá trị, và các bạn có cái xu hướng khá là thụ động, mặc dù trong cái lĩnh vực công việc các bạn muốn theo đuổi nhưng bạn cũng rất là thụ động.
giống như đại khái như cái kiểu là các bạn biết cái công việc đó nó không còn phù hợp với mình nữa, các bạn biết cái công việc đó nó không có mang lại cho các bạn đủ nhiều cái tài nguyên như là các bạn mong muốn. Tuy nhiên các bạn lại sợ mình bước ra ngoài thì nó sẽ như thế nào, các bạn lại sợ mình thay đổi nó sẽ như thế nào, và các bạn dần 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 các bạn trở thành một cái người gọi là một cái nhân vật cũng khá là có kinh nghiệm lâu năm ở trong cái lĩnh vực đó, trong cái nghề đó, trong cái vị trí đó. Nhưng mà tiếp theo các bạn lại không có cảm thấy hạnh phúc, các bạn lại không có cảm thấy mình giỏi như cái vị trí đó họ yêu cầu, hoặc là các bạn cảm thấy mình không có một cái sự phát triển như thế, các bạn thấy mình cứ tiếp tục dậm chân tại chỗ mãi như thế và chỉ sống ngày qua ngày thôi. Cho nên cái nguồn năng lượng của các bạn ở trong 2022 nó khá là thụ động, các bạn là cái chiều tiếp nhận rất là nhiều, chứ các bạn không không có dám mà hoàn toàn bung mình, hoàn toàn không có lộ hết với bản thân mình ra. Các bạn rất là sợ, các bạn cảm thấy là mình bị, nếu mà mình làm sai thì sao, nếu mà mình té ngã thì sao. Và lâu dần á, trong cái nhịp sống sinh hoạt mà nó quay cuồng ở trong cái guồng quay mà nó đã được sắp xếp trước, nó đã quen thuộc rồi á, các bạn tê dại ở trong cái guồng quay đó, và lâu dần các bạn bị bỏ quên mất cái thế giới nội tâm của mình, và các bạn để rất là nhiều vết thương nó chồng chất ở trong cái nội tâm của các bạn, về cái việc là các bạn liên tục đẩy bản thân mình vào những cái tình huống mà các bạn khó chịu, vào những cái tình huống mà khiến cho các bạn cảm thấy mình không có phát triển được. Ok, và mình thấy về khía cạnh tình cảm thì mình lại không thấy nó là một cái điểm nhấn mạnh đối với các bạn ở trong năm 2022 này, hoặc là có thể cái mối quan hệ của bạn với cái đối tượng bạn á, nó mình thấy khá là bình thường, nó có những cái khoảnh khắc vui vẻ, những cái khoảnh khắc cùng nhau đi chơi tình yêu kiểu gà bông, chứ nó cũng chưa có một cái dấu ấn nào đặc biệt. Nếu như các bạn độc thân hoàn toàn á thì có một số trường hợp là các bạn sẽ có rất là nhiều cái mối quan hệ nó đến và đi trong cuộc đời của các bạn, tuy nhiên nó đến và đi với cái cảm giác rất là đại loại gọi vui vui là trêu hoa ghẹo nguyệt, hái hoa bắt bướm thôi, chứ nó không phải là một cái gì đó nó sâu sắc hay là nó nghiêm túc. Nhìn chung á thì mình thấy cái năm 2022 này các bạn có một cái gánh khá là nặng về việc các bạn cảm thấy mình phản bội bản thân, mình ép bản thân làm cái việc mà bản thân không muốn, và cái cảm giác đó nó duy trì ở trong rất là nhiều khía cạnh của các bạn, và nó bật lên nổi nhất ở cái khía cạnh trong cái công việc. Mặc dù có thể các bạn nghe được rất là nhiều lời khẳng định, ví dụ lời khẳng định từ mình đi, rằng các bạn có rất là nhiều cái sự yêu thương đang bao quát các bạn có những cái sự dẫn đường, và các bạn có những cái sự hậu thuẫn từ vũ trụ, từ những cái thế giới siêu hình, từ tổ tiên của các bạn, từ cuộc sống, nhưng mà các bạn lại không thể tin, các bạn lại không đủ can đảm, và các bạn rất là sợ hãi. Và cái tình huống này ha, cái trải bài này á, nó gợi mở cho các bạn một cái năm 2023 các bạn cần phải có một cái sự nhìn nhận lại và kết nối lại về chính bản thân mình. Lý do các bạn cảm thấy bị phản bội bản thân á, là do các bạn nhìn không có tìm đủ cái thời gian cho chính mình để mình nhìn rõ lại những cái gì nó đã diễn ra, nó đã diễn ra, và cái kế hoạch cuộc đời mình nó sẽ như thế nào, hoặc là mình muốn mình sẽ trở thành một cái nhân vật như thế nào. Và ở đây mình thấy ha, cái xu hướng này nó có thể nó không phải khởi phát mới năm 2022, mà nó có thể khởi phát được một thời gian rồi, có thể từ những năm trước, hay thậm chí nó mang dấu ấn từ những cái kiếp trước của các bạn. Cho nên là các bạn hãy bớt quan tâm, bớt để ý đến cái những gì mà cái người khác đòi hỏi, những gì mà cái xã hội này nó quy chuẩn, đám đông họ đi theo, mà hãy để ý nhiều hơn đến chính mình, đến cái cuộc sống, đến cái cảm nhận và đến cái tâm hồn của mình. Các bạn đã có một khoảng thời gian các bạn hướng ra ngoài, chạy ra bên ngoài quá nhiều, chạy theo những cái giá trị của người khác quá nhiều, và đây là lúc các bạn dừng lại và các bạn nhìn nhận về thế giới nội tâm của mình để chuẩn bị cho một năm 2023 nó nhẹ nhàng hơn và nó bình yên hơn cho các bạn. Ok, và đó là những gì mình thấy cho các bạn ở tuần bài thứ nhất. Chúc các bạn có nhiều may mắn ha. Ok, và bây giờ là chúng ta sẽ đến với các bạn ở tuần bài thứ hai. Xin chào các bạn ở tuần bài thứ hai, các bạn đã lựa chọn cái bút hình tuần lộc rất là đáng yêu ha. Mình sẽ đến đó đây. Và câu hỏi ngày hôm nay đó là nhìn lại năm 2022 của các bạn. Chúng ta sẽ dùng xem câu chuyện của các bạn nha.
Ok, và đối với những bạn ở tuần bài thứ hai á thì mình thấy cái câu chuyện của các bạn nó khá là đặc biệt và nó có thể là không đúng với rất là nhiều người. Cái câu chuyện này nó nói về một cái đối tượng mà trong năm 2022 á, mình thấy cái khía cạnh mà các bạn làm được tốt nhất á, hoặc là các bạn có được nhiều cái sự trợ giúp, nhiều cái sự giúp đỡ nhất á, đó là khía cạnh về cái việc các bạn phát triển bản thân các bạn. Nó có thể nằm ở việc các bạn được gợi cảm hứng để học một cái gì đó, để bước đi một con đường nào đó, và khi mà các bạn có được cái cảm hứng từ vũ trụ á, có được cái cảm hứng từ cái sự giúp đỡ từ cuộc sống á, từ dòng chảy, thì các bạn sẽ nhận ra là các bạn có một cái sự thuận lợi trong cái việc các bạn đi cái con đường đó, các bạn tiếp thu cái kiến thức đó. Có thể là mặc dù các bạn là một cái người mới hoàn toàn trong cái lĩnh vực nào đó, nhưng mà các bạn lại có được rất là nhiều cái sự thông suốt, hoặc là các bạn vừa nghe là đã có thể lý giải được, hoặc là các bạn có được những cái sự sáng ra, những cái ý tưởng hoặc là những cái cách suy nghĩ nó rất là thông suốt, giống như là các bạn đã bỏ rất là nhiều công sức. Không không phải, giống như các bạn đã rèn luyện một cái thời gian dài đó. Có thể là các bạn sẽ nghe một số người nói với các bạn là các bạn rất là có năng khiếu trong cái lĩnh vực đó, các bạn rất là có tố chất trong cái lĩnh vực đó, và các bạn sẽ còn phát triển xa hơn. Đó là những có thể là những gì các bạn được nghe. Và mình thấy cái năm 2022 á, dòng chảy hỗ trợ các bạn gặp được rất là nhiều người chuyên môn trong cái lĩnh vực mà các bạn hứng thú. Nhìn chung là các bạn sẽ có cơ hội để các bạn mở ra cả về chiều ngang lẫn về chiều dọc, về những cái lĩnh vực, về chính bản thân các bạn, khám phá ra những cái điều mà nó tiềm năng ở trong các bạn nhưng mà nó chưa có được khai phá hết. Tuy nhiên ở đây á, thật ra mình thấy á, cái sự khám phá, cái sự khai phá này nó không phải là một cái điều ngẫu nhiên. Có thể là ở bên trong các bạn có, ví dụ như là trước giờ các bạn luôn thấy mình là một cái người rất là khác biệt, các bạn có thể là có những sở thích khác biệt, hoặc là các bạn muốn làm những cái chuyện khác biệt. Ví dụ như các bạn là một người, các bạn đam mê mở một cái máy ấm cho những cái thú vật đi lạc chẳng hạn, chó mèo đi lạc, hoặc là một cái đội cứu hộ đi lạc, thì trước giờ các bạn cảm thấy rất là bị phán xét và bị người ta bài xích và bị rất là nhiều người nói thế này nói thế kia khi mà các bạn nói về cái dự định đó. Tuy nhiên trong cái năm 2022 này, các bạn sẽ bạn đã chứ các bạn cảm thấy là mình không thể chịu được nữa, mình không thể sống theo ý mọi người nữa, và mình bắt đầu cái dự án riêng, cái con đường riêng của mình. Nhưng mà các bạn bắt đầu khá là rón rén thôi, các bạn hơi, thì ở những cái bước đi đầu tiên của các bạn có được rất là nhiều cái sự hỗ trợ của dòng chảy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tự nhiên các bạn có được những cái tài liệu, những cái người hướng dẫn đi trước gặp gỡ và nói với các bạn, tự nhiên các bạn lại quyên được tiền, các bạn lại được người ta ủng hộ và có rất là nhiều cái điều kiện vật chất nó tốt. Ví dụ tìm được một cái trang trại bỏ hoang bán với giá rẻ, hay tìm được những cái người cùng chí hướng, hoặc là tìm được một cái người họ có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc cứu hộ động vật chẳng hạn. Và bạn cảm thấy là mọi thứ nó rất là thuận lợi, mặc dù mình chỉ mới bước đi ở những cái bước rất là ban sơ. Thật ra mình thấy á, năm 2022 là một cái năm nó có rất là nhiều cái sự may mắn cho các bạn mà có thể các bạn chưa có nhìn ra, chưa có nhận ra. Tuy nhiên á, cũng phải nói thẳng một điều rằng á, các bạn chỉ là mới rón rén thôi, chứ các bạn hoàn toàn không có một lòng một dạ đi theo cái con đường này. Có nghĩa là các bạn chưa có hoàn toàn dám quả quyết là mình sẽ đi trên cái con đường này. Cho nên á, ở đâu đó bên trong các bạn có nó vẫn còn rất là nhiều cái sự chống đối, và những cái sự chống đối này nó hữu hình hóa thông qua cái việc là có thể là người thân trong gia đình các bạn ha, một nhân vật mà có thể là cha các bạn, mẹ các bạn, hoặc là có thể là chồng các bạn như thế này, vợ các bạn, chồng các bạn, những cái người mà họ có ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống các bạn, thậm chí là những cái người mà trước giờ trong cuộc sống họ mang cái tính là dẫn dắt các bạn, họ mang cái tính là họ định hướng cho các bạn, họ sẽ có những cái sự ý kiến, họ sẽ có những cái sự khó chịu thông qua cái việc là các bạn làm cái công việc này, thông qua cái việc là các bạn làm cái bước đi này, cái khởi nghiệp này, hoặc là đeo đuổi cái con đường này. Và hơn nữa, để bắt đầu cái con đường này á, mình thấy là nó có một cái sự hơi khó khăn cho các bạn, đó là bạn buộc phải chấm dứt hoàn toàn cái cuộc sống cũ, buộc phải chấm dứt hoàn toàn cái công việc cũ, hoặc là cái con người cũ, và những cái thay đổi này nó sẽ phải diễn ra rất là đột ngột. Ví dụ như là các bạn đang làm việc ha, các bạn vừa nghĩ đến cái chuyện là mình muốn mở một cái máy ấm tình thương cho các trẻ em bị mồ côi, hoặc là các con thú vật bị mồ côi, hoặc là các bạn muốn bỗng nhiên muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch, thì khi mà cái cơ hội nó đến á, nó sẽ không phải đến lúc mà các bạn đang
lỡ đã chuẩn bị xong hết rồi, các bạn đã thu xếp hết rồi và các bạn đang rất là sẵn sàng, mà nó sẽ đến theo cái dạng là các bạn buộc phải lựa chọn là nghỉ ngang cái công việc của các bạn, thay đổi 180 độ cuộc sống các bạn một cách hoàn toàn đột ngột, một cách hoàn toàn bất ngờ. Và mình thấy rằng á, các bạn đã lựa chọn từ bỏ cái cơ hội đó, các bạn đã lựa chọn từ bỏ cái con đường đó hoặc là cái cơ may cái việc đó. Nếu chứ nếu không á thì mình thấy cái năm này các bạn không phải chỉ là một cái người mới đâu, các bạn đã có thể là một người có cái chỗ đứng và có cái tiếng tăm hoặc là có những cái bước rất là phát triển ở trong cái công việc của bạn rồi, nhưng mà vì các bạn chưa có thể hoàn toàn dứt khoát buông bỏ hết mọi thứ hoặc là chưa có thể hoàn toàn tự tin 100% vào cái con đường của mình, cho nên các bạn gặp rất là nhiều cái sự vướng mắc. Cho nên á, tất cả những cái điều này á, nó sẽ tạo ra một cái bạn một cái cảm giác rất là mệt mỏi, rất là nản, bởi vì các bạn sẽ có cái suy nghĩ là tại sao cái cơ hội tốt như vậy mà lại đến một cái khoảnh khắc nó sai như vậy, đến vào một cái thời điểm nó không thích hợp như vậy. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình đi theo cái cơ hội đó thì mình sẽ mất cái cuộc sống này, mình chưa chuẩn bị kịp. Nhưng mà nếu mà mình ở trong cái cuộc sống này thì mình sẽ mất cái cơ hội, và nó tạo thành một cái vòng lặp luẩn quẩn trong đầu óc các bạn. Thì theo như mình nhìn thấy ở đây á, thì có thể là cái cơ hội đó nó đã mất rồi, cái cơ hội mà nó rất là tốt để các bạn thay đổi 100% cuộc sống nó đã qua đi rồi, và bây giờ mỗi lần các bạn nhìn lại các bạn đều rất là khó chịu. Thì ở đây mình nhìn thấy ha, khi mà các bạn muốn mà hoàn toàn dấn thân vào cái con đường mà các bạn chọn á, các bạn muốn hoàn toàn đi theo đuổi cái mục đích, cái mong muốn các bạn hoặc là cái công việc, cái phương hướng các bạn đang làm phát triển thêm á, thì các bạn buộc phải có cái sự cam kết 100% với nó. Đây khó có thể là một công việc đó mà các bạn có thể làm tay trái rồi từ 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 phát triển, mà nó là công việc là yêu cầu các bạn ngay từ giây phút đầu tiên phải đầu tư 100%, và các bạn phải có một cái full time job đối với cái công việc này, cái phương hướng phát triển này. Thì ở đây mình nhìn chung mình thấy một cái lý do rất là lớn khiến cho các bạn không có dám tự tin bước lên con đường này á, đó là bởi vì các bạn thấy nó quá khác biệt. Thì ở đây nó có một cái lá bài, nó có một cái dấu chỉ cho thấy là các bạn nghĩ mình khác biệt đúng không? Thì các bạn đúng rồi đó. Các bạn rất là khác biệt, các bạn là một cái dạng hình năng lượng đặc biệt, các bạn là một cái sự biểu lộ rất là khác biệt của cái dòng chảy của cái năng lượng nguồn, và cái việc các bạn đến đây nó chính là để làm những cái sự khác biệt như vậy. Có thể là các bạn từ nhỏ các bạn đã không không có muốn đi theo số đông, hoặc là các bạn có những cái tư duy nó rất là lạ, các bạn có những cái sự phát kiến nó rất là lạ, hoặc là một cái cách sống nó rất là lạ. Thì cái cách sống này của các bạn á, nó có thể nó bị nhiều người lên án, nhưng mà trước đâu á, các bạn biết là các bạn thoải mái nhất, các bạn là chính mình nhất với cái cách sống đó. Thì tóm lại đây ha, các bạn đang được thử thách, các bạn đang thực hiện cái bài test đầu tiên về cái việc là các bạn có cam kết với chính bản thân mình là sẽ luôn giữ vững cái giá trị của mình, sẽ luôn giữ vững những cái gì mà mình đã theo đuổi, hoặc là dám cất lên tiếng nói của mình hay không. Năm 2022 á, các bạn cũng là một cái năm các bạn đáng khen, bởi vì các bạn đã dám bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình, các bạn đã dám hướng nhìn về những cái gì mà các bạn thật sự là. Tuy nhiên các bạn giống như là các bạn mới bước một chân nữa, hoặc là các bạn vừa bước thì các bạn quay lại các bạn nhìn, các bạn vừa bước các bạn quay lại các bạn nhìn, nó chưa có triệt để, nó chưa có hoàn toàn. Nhưng mà mình cũng hiểu rằng là tất cả mọi cái sự thay đổi nó đều không phải là một cái sự rất là khó để nó là một sớm một chiều, và nó rất là khó để chúng ta có thể trong một chốc lát chúng ta bỏ đi hoàn toàn những cái cuộc sống cũ, những cái trải nghiệm cũ hoặc là những cái đà cũ, và cái quán tính đó, nó sẽ luôn thúc ép chúng ta đi về hướng cũ. Thì mặc dù mình giải như vậy thôi, nhưng mà cuộc sống nó nằm trong đây các bạn, cái nhịp điệu của cuộc sống là nó các bạn còn phải tìm ra một cái nhịp điệu cho riêng mình và để cho các bạn thoải mái nhất có thể. Bởi vì nếu không, nếu các bạn không vững tâm á, mà các bạn bị thúc ép các bạn chạy á, thì cái kết quả nó cũng sẽ không có được tốt đẹp như các bạn kỳ vọng. Ok, và mình thấy ở đây á, nói chung là có lẽ là bởi vì cái intention của mình trong cái trải bài đó là những cái gì mà các bạn được và không được nó rất là cá nhân, cho nên mình lại không không có nhìn thấy quá nhiều về chuyện tình cảm hay là những cái vấn đề như kiểu là mối quan hệ hay là Ross có thích mình hay không, mà mình nhìn thấy nó rất là những cái sự việc nó mang tính vĩ mô, nó mang tính rộng lớn, nó mang cái tính là cho cái sự phát triển cao hơn của chính các bạn. Ok, và nếu mà có một cái lời khuyên nào đó mình nói với các bạn thì đó là một khi là hãy cứ tiếp tục tiến lên, hãy cứ tiếp tục tiến lên phía trước, các bạn đã đi đúng đường rồi, các bạn đã lựa chọn đúng rồi đó. Cái vấn đề tiếp theo là các bạn có dám cam kết với cái lựa chọn này không, các bạn có dám hoàn toàn nhìn nhận, chấp nhận bản thân mình hay không. Ok, mình thấy là các bạn
sẽ có một cái tương lai nó mở rất là sáng nếu mà các bạn toàn tâm toàn ý đi theo con đường của mình. Và đó là những gì mà mình nhìn thấy cho các bạn ở tuần thứ hai ha. Mình hy vọng là mang được thông tin có ích cho các bạn. Và chúc các bạn may mắn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn tuần thứ ba ha. Ok, và bây giờ là các bạn tuần thứ ba, các bạn đã lựa chọn cái bức hình ông già Noel này. Rất là đáng yêu ha. Mình sẽ để nó ở đây. Và cái bài của chúng ta ngày hôm nay đó, về chủ đề đó là nhìn lại năm 2022 của các bạn. Chúng ta sẽ cùng xem câu chuyện của các bạn nha. Ok, và đối với những cái bạn mà các bạn chọn người thứ ba thì mình thấy cái câu chuyện của các bạn á nó cũng không nằm ngoài cái xu hướng giống như hai tụi bài trước, đó là một cái trải bài mà nó nói rất là nhiều về cái sự phát triển cá nhân, cái sự kết nối nội tâm, mở rộng tâm thức của các bạn. Thì ở đây á mình thấy á nói về cái chuyện làm được ha. Thì mình thấy có thể là năm 2022 đánh dấu một cái bước ngoặt về cái ngoại hình của các bạn, về cái việc là các bạn có thể là các bạn trở nên xinh đẹp hơn, các bạn ăn mặc hợp thời trang hơn, hoặc là các bạn hoàn thành một cái dự định gì đó về cái việc cải thiện cá nhân, ví dụ như là cắt một kiểu tóc mới, các bạn niềng răng, các bạn đi mổ cận chẳng hạn. Đại loại là ở cái bề ngoài các bạn mình nhìn thấy một cái sự thay đổi, và cái sự thay đổi về vẻ bề ngoài này á nó tạo nên ở các bạn một cái sự thu hút rất là tự nhiên, một cái sự quyến rũ mà có thể nó sẽ khiến cho các bạn thu hút rất là nhiều người. Sẽ có nhiều người họ bị cái sự tươi mới và cái sự xinh đẹp này của các bạn thu hút. Trước giờ có thể các bạn là một cái nhân vật đối với số một số bạn á, thì các bạn khá là trầm, các bạn khá là tàn hình trong đám đông, đại khái chúng ta gọi vui vui là người qua đường đó, nhân vật nền đó. Nhưng mà khi mà các bạn năm 2022 á, các bạn có sự thay đổi về bản thân á, thì các bạn bỗng nhiên trở thành nhân vật chính, các bạn bỗng trở thành trai xinh gái đẹp, hot boy hot girl, và cái điều đó nó thu hút rất là nhiều cái ánh mắt. Đây cũng hơi là một năm các bạn di chuyển khá là nhiều, các bạn có nhiều cái chuyến du lịch, các bạn có nhiều cái sự thăm thú nhiều nơi. Nó có thể, nhưng mà mình nghĩ là nó chỉ nằm ở trong cái phạm vi, đa số là trong cái phạm vi quốc quốc nội thôi, nội địa thôi. Các bạn có thể đi Đà Lạt, đi Nha Trang, các bạn đi rất là nhiều, các bạn di chuyển rất là nhiều. Và chính vì cái sự di chuyển nhiều, đi nhiều này như vậy á, nó tạo nên cho các bạn một cái giống như là ngoài cái việc các bạn thay đổi về bề ngoài, thì cái tư duy, cái suy nghĩ của các bạn nó cũng có rất là nhiều cái sự thay đổi. Và có thể là một cái người bạn mà họ gặp lại các bạn sau cái năm 2022 á, mà lâu rồi họ không gặp các bạn á, thì họ sẽ thấy là họ sẽ nói với các bạn là bữa nay các bạn thay đổi nhiều quá, các bạn có nhiều cái sự mới mẻ quá. Năm 2022 á, nó cũng có thể là một năm mà đối với một vài bạn á, các bạn có được một cái công việc nó ổn định, hoặc là các bạn bắt đầu có một cái nghề tay trái mà nó đem lại cho các bạn có thể là không có nhiều tiền bạc nhưng mà nó có rất là nhiều cái tiềm năng phát triển. Mình nói ví dụ ha, các bạn có thể là một blogger chuyên review các địa điểm du lịch, hoặc là chuyên review ẩm thực ở các nơi mà các bạn đi qua. Các bạn có thể là một beauty blogger, hoặc là các bạn có thể có một cái nghề tay trái đó, viết thơ, làm văn, hay đây có thể là thậm chí dấu chỉ về một cái công việc thật sự. Tuy rằng những cái này nó chỉ mới có thể là những cái bước khởi sắc ban đầu thôi, các bạn chưa có quá nhiều cái sự phát triển mạnh mẽ về mặt tiền bạc, nhưng mà nó lại có rất là nhiều cái cơ hội để mở rộng tiếp, nghĩa là những cái sự thuận lợi là mình thấy nó xuất hiện trong cái năm 2022. Và có một cái yếu tố nữa đó là mình thấy cái năm 2022 này á, tại sao các bạn có sự thay đổi. Thường thì chúng ta không có ngẫu nhiên thay đổi, mà chúng ta thay đổi bởi vì có một cái sự tác động nào đó đến cái nội tâm của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể liên kết được với nội tâm ở một cái khía cạnh khác, ở một cái tầng sâu hơn, hoặc một cái góc nhìn khác, nó khiến cho chúng ta muốn thay đổi cái vĩ bên ngoài để nó phù hợp với cái sự liên kết hiện tại. Thì mình thấy các bạn năm 2022 nó
đánh dấu một cái năm mà các bạn có rất là nhiều cái sự kết nối với thế giới nội tâm, hoặc là các bạn có thể nhìn ra một cái mặt góc tối trong tâm hồn mình. Đối với một số trường hợp mà khắc nghiệt hơn, các bạn có thể trải qua bóng tối linh hồn, Dark Night of the Soul trong cái giai đoạn 2022. Thì cái nguyên nhân nguồn gốc dẫn đến cái Dark Night of the Soul của các bạn á, cái sự liên kết linh hồn của các bạn, cái sự mà các bạn liên kết nhiều hơn về bản thân mình á, đó có thể bắt nguồn từ việc là các bạn chia tay một một soulmate ở trong cuộc sống các bạn. Đây có thể là một cái nhân vật mà họ đã gắn bó với các bạn rất lâu rồi, có thể là một người mà hai bạn là thanh mai trúc mã của nhau, hoặc là một cái mối quan hệ lâu năm. Ở một khía cạnh khác thì đây có thể nói về cái sự ra đi của một cái người soulmate, nhưng mà lại không phải là soulmate về tình cảm, mà nó có thể là soulmate ở trong gia đình của các bạn. Có thể là một người ông, một người bà, hoặc là một cái người thân yêu nào của các bạn họ qua đời, và giống như là các bạn bị mất đi một cái chỗ dựa, cho nên các bạn lúc đó các bạn tan vỡ, các bạn đau khổ. Và những khi chúng ta tan vỡ, chúng ta đau khổ, và chúng ta trở nên rất là gọi là khuất phục hả, giống như là cái sự chống đối chúng ta nó bị buông xuống, và chúng ta trở nên rất là tự nhiên để thả mình theo dòng chảy, rất là tự nhiên để chúng ta xuôi theo dòng, và rất là một cách tự nhiên thôi. Chứ khi mà chúng ta đau đớn, khi chúng ta không thể tìm được cái sự an ủi từ bên ngoài á, là chúng ta sẽ vô thức đi tìm cái sự an ủi từ bên trong. Chúng ta sẽ vô thức có cái ý thức để vô thức có ý thức thì nghe hơi kỳ, nhưng mà đại loại là chúng ta sẽ một cách rất là tự nhiên có cái xu hướng là quay trở về bên nội tâm của chúng ta, để chúng ta soi xét thêm, chúng ta tìm cách chúng ta chữa lành, hoặc là chúng ta cuộn mình lại và chúng ta liếm láp vết thương. Chúng ta không quan tâm đến bên ngoài, chúng ta không quan tâm đến đám đông, cái đầu óc của chúng ta nó ít bị nhiễu loạn, và trong những cái giây phút đó chúng ta sẽ thấy được đôi nét và cái cốt lõi của mình, chúng ta sẽ thấy được, cảm nhận sâu sắc được về cái thế giới của chúng ta. Cho nên cái năm 2022 mình thấy nó có thể là một cái năm mà vui buồn lẫn lộn với các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn vừa mất nhưng mà các bạn cũng vừa được. Các bạn mất đi một soulmate, các bạn mất đi một cái mối quan hệ quan trọng, nhưng mà đồng thời các bạn tìm được chính mình, các bạn tìm được một thêm một phần của chính các bạn. Thì thật ra mình thấy á, nếu mà có một cách chia tay nào đó nó đẹp, nó tốt đẹp cho cả hai bên, thì đó chính là cách chia tay này. Có thể là các bạn đã thương lượng và thống nhất với nhau, đó là cái cách người này sẽ ra đi khỏi cuộc sống các bạn. Họ ra đi để mở ra cho các bạn con đường để các bạn đến với chính mình. Đây là một cái sự ra đi tuyệt đẹp, một cái sự chia tay nó rất là đẹp và nó rất là có ý nghĩa. Tuy nhiên ha, mình thấy á, trong năm 2022 này á, vẫn phải nói rằng cái gì nó cũng có hai mặt. Cái sự chia tay này á, trong cái giai đoạn đầu á, nó sẽ khiến cho các bạn rất là đau khổ, rất là quằn quại, và các bạn tự hoài nghi về cái sự tốt của bản thân mình. Chính vì các bạn thấy các bạn không tốt, các bạn có ý thức các bạn không tốt, cho nên các bạn mới quay về, các bạn tìm hiểu về gốc rễ, và các bạn cải thiện ngoại hình, các bạn cải thiện cái những cái hiểu biết, những cái kỹ năng mềm của mình, và các bạn có cái sự liên kết nội tâm. Tuy nhiên cái giai đoạn mà khi mà chúng ta mới ban đầu đó, khi mà chúng ta đau khổ, khi mà chúng ta đi tìm tìm đường đó, nó rất là khó khăn, nó rất là khắc nghiệt. Ở đây ha, mình cũng có thể thấy được rằng á, các bạn tuy rằng các bạn có cái lá bài nhà số 10, nhưng mà mình lại có một cái cảm giác là cái nhà số 10 này ở đây nó không phải đơn thuần nói về sự nghiệp career, mà nó lại nói về cái sự độc lập. Nó nói về cái giống như là nó nói về cái các bạn tái cấu trúc, xây dựng lại cái hệ thống niềm tin của các bạn, xây dựng lại cái cấu trúc, xây dựng lại những cái gì nó hỗn loạn, nó chất đống ở trong cuộc sống các bạn. Nhìn chung là nó liên quan đến một cái sự tái cấu trúc, nó liên quan đến một cái sự độc lập, independent, nó là cái từ độc lập independent ở trong cái năm 2022 của các bạn. Có thể các bạn một người có xu hướng các bạn rất là bám vào người yêu, hoặc là các bạn phải có một cái đối tượng nào đó ở bên cạnh, hoặc là các bạn rất là bám vào cái vị soulmate này, và khi họ rời đi thì bạn mới có thể học được cái bài học về sự độc lập, cái sự tự chủ. Tuy nhiên thì mình thấy ha, cái năng lượng chung của các bạn á, trong năm 2022 nó vẫn rất là quẩn quanh ở cái việc là các bạn nhớ người đó, các bạn không buông bỏ được. Thậm chí đến bây giờ khi các bạn nghe những cái trải bài này, các bạn vẫn chưa buông bỏ được. Và các bạn có thể sẽ tiếp tục nghe những cái trải bài về tình cảm năm 2023 để xem cái người này có quay lại hay không. Hoặc là các bạn sẽ có một cái tâm lý là ừ, bây giờ mình đã tốt đẹp rồi, mình đã hay ho rồi, mình có rất là nhiều người theo đuổi rồi, để xem cái người đó họ có hối hận hay không, họ có tiếc hay không, họ có muốn quay lại với mình hay không. Mình thấy đó là vẫn là những cái câu hỏi rất là lớn, nó quẩn quanh ở trong cái suy nghĩ, ở trong cái
tiềm thức của các bạn. Nhìn chung á thì mình thấy rằng á, những cái điều mà các bạn mong muốn đó về cái chuyện tái hợp á, nó khả năng nó sẽ hơi khó xảy ra. Mặc dù mình không có trải cái trải bài tương lai, nhưng mà nhìn cái năng lượng này thì mình thấy hơi khó. Bởi vì cái sự khát cầu tình yêu của các bạn á, nó đến từ một cái sự thiếu, nó đến từ một cái sự hỗn loạn, và nó đến từ một cái tâm lý trả thù, một cái tâm lý hả hê, và nó rất là nhiều tổn thương, cho nên nó có thể khó hy vọng một cái mối quan hệ quay lại mà nó tốt đẹp. Hoặc các bạn có thể quay lại, nhưng các bạn lặp lại chính mình và đối phương, lặp lại chính đối phương, cái mối quan hệ nó sẽ tiếp tục đi vào bế tắc. Cho nên trước hết đó, các bạn nên bỏ bớt xuống những cái sự mà khát cầu quay lại này, để chúng ta có thể tập trung hoàn toàn vào cái việc mà chúng ta cải thiện chính mình. Ở một cái trường hợp khác đó, cái sự khát cầu này của các bạn nó sẽ là, nói chung là nó sẽ rất là bế tắc. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà cái người đó họ đã rời đi khỏi các bạn rồi, hay thậm chí rời đi khỏi thế giới này rồi, thì làm sao họ có thể đáp lại được, làm sao họ có thể trả lời được những cái khát cầu của các bạn. Và mình tin rằng á, cái người soulmate này nè, dù trong trường hợp nào á, thì có thể là ở cái tầng 3D này á, họ không có ý thức đó, nhưng mà ở tầng 5D, ở cái nhận thức sâu sắc hơn và về cái liên kết linh hồn á, thì họ rất là mừng cho các bạn khi mà các bạn có những cái sự thay đổi. Và cái việc họ ra đi cũng là một cái hành động để mà họ trở thành một cái nhân tố thúc đẩy để các bạn tốt hơn, các bạn hoàn thiện hơn. Và đó là một cái hành động chắc chắn, nó bắt nguồn từ tình yêu thương. Những cái người mà đặc biệt đến trong cuộc đời chúng ta sẽ dạy cho chúng ta không gì ngoài cái sự yêu thương chính mình, không gì ngoài cái việc là các bạn, quan trọng nhất là chính bản thân các bạn rồi mới đến người khác. Nếu các bạn không ổn đối với chính mình thì các bạn sẽ không bao giờ có thể ổn với bạn ở người khác được. Cái người này họ là một người thầy với một cái bài học nó hơi khó khăn, và cái bài học của họ có thể phải học qua rất là nhiều gian khổ, qua rất là nhiều nước mắt. Nhưng mà mình nghĩ khi mà bây giờ các bạn nghe cái trả bài của mình, các bạn nhìn lại về chính các bạn trong năm 2022, các bạn sẽ cảm thấy là cái sự ra đi của người này nó đôi khi nó không phải là một cái sự nguyền rủa, nó không phải là một hình phạt, mà ngược lại nó là một cái sự động viên, khích lệ, một cái vỗ vai và một cái cú đẩy nhẹ từ vũ trụ. Có nghĩa là dòng chảy vũ trụ đẩy các bạn tiến tới trước, đẩy các bạn đi về cái sự độc lập và cái sự yêu chính mình thông qua cái hình dáng của người này, thông qua cái tương tác của bạn với cái người này. Và hãy luôn nhớ rằng các bạn đã luôn luôn đủ tốt được cái cốt lõi rồi, mà bởi vì các bạn đi xa cái cốt lõi nên các bạn mới thấy mình không đủ tốt. Bởi vì các bạn cứ mãi mê đuổi theo người khác, các bạn cứ mãi mê biến các bạn thành một cái phiên bản nào đó phù hợp với cái ánh mắt của người khác, cho nên các bạn mới có thể cảm thấy mình không tốt. Bởi vì khi các bạn so các bạn quy chuẩn của mình với người khác, là các bạn thấy mình sẽ có những cái sự hơn thua, những cái sự thiếu hụt liền. Chúng ta chỉ có thể hoàn toàn toàn vẹn, hoàn toàn fit với chính cái cốt lõi của chúng ta, chứ không phải là với bất kỳ một người nào khác. Ok, và đó những gì mình nhìn thấy cho các bạn ở bài thứ ba ha. Mình hy vọng là mang được thông tin kết cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn và cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài. Hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Tạm biệt.